Xin chào các bạn. Hôm nay ngày 14 tây. 14 tây tháng 12 các bạn. Còn một tuần nữa là Noel rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ hồi lúc trước mình xài Scott. Hôm nay mình thay đổi là mình thay đổi AT&T. Thì bây giờ hẹn 9 giờ sáng AT&T tới nó installation cho mình anything free nha các bạn. Mình chỉ đóng mỗi tiền mỗi tháng là 8 triệu đồng để mình thử nghiệm, mình trải nghiệm, mình bắt AT coi sao, coi nó có chặt tiền nhiều hay không các bạn. Mình bắt qua Scott á thì con mình chơi game nhiều quá, chặt nhiều tiền quá, giờ mình muốn thay đổi AT&T. Giống như mình xài phone cũng vậy, mình xài Samsung với xài iPhone, mình muốn xài hai thứ để mình biết cái option của nó như thế nào. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem đây. Đây là cái xe AT&T trước nhà mình. Walker đang làm cái đầu dây vô. Chắc 40 độ hơi lạnh rồi. What's your name? Taylor? Yeah. Nice to meet you. Yeah, yeah, move this. AT&T rồi các bạn. AT&T cái dây rất là nhỏ. Đó là heo. Dây này chắc là rất là tốt. You work AT&T a long time ago? How many years? Five. Oh. Work every weekend too? Every week. And Monday? Sunday up, right? Sunday too. Sunday too? Ooh. Very good. This is Sunday overtime, right? Me sometimes is Sunday overtime. Yeah. Everybody, you know, money, money. Giờ nó đi dây vô nè. Đó, các bạn thấy không? It's good. Dây xịn rồi các bạn. Thấy đi dây AT&T này rất là nhỏ, rất là rộng.
I like small cable here, this small one. Right? Yeah, very good. Yeah. Vô cái lỗ vô trong connect vô mấy cái modem. Setup cho nó hiểu là nó đang setup cho nó hiểu được mấy cái máy, sau đó cái wifi nó mới work. Very good, AT&T. Ok, bây giờ mình bắt xong cái thay rồi. Yeah, you too. You work another house right now? Oh yeah, today we got plenty of jobs today. How many house here today? I got four on. So. Four? Yeah. Woo! You, it's a busy day, but that's okay. They have the schedule, right? Yeah, for the most part. Yeah. Did the company they give you schedule, is it? Right? Thank you again. You're very welcome. Thank you. Okay, bây giờ mình check rồi nào. Check very good rồi.